Rồi, xin chào mọi người. Thì mình bắt đầu nha. Thì bắt đầu thì xin chào mọi người, tôi tên là Hòa. Hòa DNT. Thì tụi em sử dụng cái key này để enroll vào môn học nha. Trong đó trên LMS thầy đã để sẵn về slide. Thì có slide về phiên bản cũ và một phiên bản mới là cái mình đang xài. Rồi, tiếp theo trên đó ngoài ra nó còn có một cái strip nữa .sql. Rồi trên đó mình download cái strip này về để sử dụng, để sử dụng làm cơ sở dữ liệu cho bài demo trên lớp. Rồi tiếp theo trên đó nó có cái sql gdbc.sql gdbc.sql. Thì cái này là cái cầu nối để kết nối đến cơ sở dữ liệu. Thì cái lot tiếp theo, cái lot số 2, mình sẽ sử dụng cái này để thực hiện mở bọc để thiết lập kết nối đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu từ bên ngoài. Rồi, gì nữa? Đây là cái mail, đây là mail của thầy. Thì tụi em có thể gặp thắc mắc gì thì có thể liên lạc các thứ rồi đó. Dạng như là mình cảm nhận là tuần sau mình bệnh thì mình sẽ gửi mail để thông báo là bữa đó em bệnh thì em xin nhờ điểm nhanh giùm, thì ok thầy sẽ điểm nhanh giùm tụi em. Rồi nữa, rồi giả sử có thắc mắc gì cần giải đáp thì có thể hỏi thầy, thì thầy nhận được mail thì thầy sẽ cố gắng trả lời sớm. Rồi, thì hôm nay cái bữa đầu tiên của mình thì mình chỉ vào giới thiệu môn học và mình chỉ biết được là mình yêu cầu cái require của mình bắt đầu là input của mình có cái gì, và output là cái LO của mình, là learning outcome của mình ra cái gì. Rồi tiếp tục thì đầu tiên thì mình cần có kiến thức cơ bản về khái niệm về cơ sở dữ liệu và kiến thức lập trình thì dĩ nhiên rồi. Thì bây giờ mình đã đi tới một cái hệ của mình là từ đầu tiên hôm nay là mình học từ C, sau đó mình nhảy qua tới OOP Java. Sao vậy? Bạn em là bạn đứa nào? Dạ bạn em mail là Nam Anh đó thầy, bạn nó bảo là thầy bị thầy từ chối cái giờ không vô được luôn. Ủa nhưng mà mail từ chối là mail FPT là tự động vào mà, chứ thầy đâu accept ai đâu. Thì em cũng biết đó, tự nhiên bạn em nhắn em. Thôi nhắn bạn nó cố gắng lên, cuộc sống mà cố gắng lên nha. Dạ dạ. Chứ thầy cũng đâu biết được, mail FPT tự vô mà, còn mail ngoài thì từ chối là hợp lý rồi. Cái đâu tôi quên rồi. Tao mất trí nhớ mà ngắt nghe. Mình đưa từ C á, C thì ban đầu lập trình là giao trình, mình tạo ra những ứng dụng, cái đó người ta gọi là desktop application. Hôm nay thầy chỉ nói sơ qua thôi ha. Còn bữa hôm sau mình sẽ có khái niệm phân biệt thế nào là desktop application và web application. Sau đó dần dần mình nâng lên khái niệm về mobile application và sau cùng là dạng service, đó là cloud service. Đáp up cái thứ rồi đó. Thì mình đi vào từ C với OOP. OOP thì mình sử dụng Java đúng không? Java để là về để mô hình hóa cái khái niệm về lập trình hướng đối tượng. Sau đó sau khi mình tương tác các thứ rồi, mình sẽ lưu xuống cơ sở dữ liệu. Đó mình sẽ sử dụng nó là file. File này nó có một hạn chế. File thì có hai dạng file, đó là text file và file binary. Thì hạn chế nè, cái này nó chỉ để lưu là thôi, nó không có cơ chế để mình duyệt, mình select, mình lấy ra insert, delete, update. Nó phải thực hiện tuần tự. Giả sử có 1.000.000 dòng thì mình sẽ lần lượt đi từ dòng 1, dòng 2, dòng 3, NNNNNN tới dòng tới 1.000.000. Thì đó nó nó không có hỗ trợ việc mà thao tác cho nó nhanh chóng. Thì sau đó mình sẽ sử dụng đến cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là cái khái niệm là cái cục thịt nguội này nè, cục chả lụa nè. Đó. Thì này là DB. DB của mình nó hỗ trợ, nó có ba dạng ngôn ngữ. Thì ba dạng ngôn ngữ thì mình khoan biết đi, bây giờ mình thật ra trong môn này cơ sở dữ liệu nó chỉ thực hiện có 4 cái loại thôi. Đó là câu select nè,
Rồi, câu update nè. Câu delete nè. Và câu insert. Rồi, mình chỉ cần biết được bốn loại câu này thì tại vì mình sẽ có một slot để nói về cơ sở dữ liệu. Thì mình chỉ cần biết cái này thôi, cơ sở dữ liệu là mình biết được. Hầu hết tất cả tụi em đều phải qua môn này đúng không? Về cơ sở dữ liệu, biết được select. Select thì có where, from, cái thứ đó. Select from, where, rồi update, delete, insert. Những cái này biết rồi. Rồi thứ hai về lập trình hướng đối tượng. Thì ở đây mình nâng cấp lên, mình vẫn sử dụng Java. Sử dụng Java để làm phía backend. Và hiện tại Java vẫn sử dụng làm frontend luôn, đó là về CSP. Cái này biết rồi, để mình biết lập trình đó. Để tạo ra cái khái niệm về Java, đặc điểm của Java là biên dịch một lần và chạy ở mọi nơi miễn sao có máy ảo. Cái khái niệm về JVM rồi đó, rồi chấm class, rồi file, một cái Java project sẽ biên dịch trở thành một cái file JAR giống như file nén đó. Rồi, các thứ này là mình phải biết, có kỹ năng lập trình, có kiến thức về cơ sở dữ liệu. Rồi tại vì cái mô hình của mình là web. Web nó sẽ khác với khái niệm về mô hình. Đây là web app nha. Bây giờ mình nói sơ qua web app và desktop app ha. Desktop app đây. Desktop app là những ứng dụng mà tụi em vừa làm trong cái học kỳ trước, đó là lớp lab 211. Lab đó, đó những cái lab tôi ra đề hết đó. Lab đó đó, mấy đứa sẽ thấy là mình viết ứng dụng xong, mình create ra ứng dụng, mình tạo ra project. Rồi nha, project cái mình chạy lên, mình run lên thì người ta truy cập vô, giống như là đây cái cục này là ứng dụng của mình run lên, cái người dùng sẽ truy cập vô ứng dụng mình, đây là app của mình. Rồi người dùng truy cập vô. Còn với web nha, web app thì sau khi mình tạo ra project rồi, tạo ra một cái ứng dụng application của mình, cái application của mình phải bỏ lên trên Tomcat server, là web server nó tạo thành một context và người dùng truy cập lên web server theo mô hình là multi user U1, U2, U3. Còn đây là U1 truy cập cái ứng dụng này, U2 truy cập ứng dụng này, khác nhau nha. Nó khác nhau chỗ này. Rồi, cái application là cái project mình tạo trong NetBeans đó, mình phải tìm cách bỏ lên server. Cái này người ta gọi là deploy. Bỏ lên server, cái khái niệm bỏ lên server nghe nó nhẹ nhàng lắm, nhưng thật sự nó trải qua rất nhiều quá trình bảo mật. Mà bản chất của nó chỉ là đem cái code, đem cái cục này lên trên kia, Ctrl-C, Ctrl-V đó. Nó thẳng như vậy, Ctrl-C, Ctrl-V. Nhưng mà cái vấn đề là cái web server là một nơi bảo mật, rất là bảo mật, không phải ai cũng truy cập được. Hiện tại mình đang có một cái quyền, đó là quyền super của super user. Hiện tại mình đang quyền quản trị cái máy của mình. Mình cài web server lên máy mình luôn, mình cài NetBeans máy mình luôn, cho nên cái máy mình được gọi mình có quyền truy cập super admin luôn. Rồi database cũng được, mình cũng được quyền truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Trong khi đó khi tụi em đi làm thì tụi em sẽ thấy cái điều đó là không thể. Web server nó để một chỗ, cơ sở dữ liệu để một chỗ, không có để gom chung một chỗ như vậy được. Và đặc biệt cơ sở dữ liệu và Tomcat và web server là chỉ duy nhất có một vài người được quyền truy cập thôi, và quyền đó là quyền tối cao á, chứ không phải ai cũng đang truy cập được. Do đó cái việc deploy này á là công việc không thường xuyên. Và mỗi lần deploy ra, mấy đứa sẽ biết đi làm, tôi làm nè, ví dụ đây tôi làm bên hàng, tôi làm hàng rất nhiều năm rồi, và dĩ nhiên là khi tôi làm cho một cái công ty đầu tiên tôi làm á, là công ty về thanh toán online của Apple á, tức là làm cổng thanh toán á, thì mỗi lần mà deploy lên server, cập nhật bản gì đó là nó phải canh lúc mà mọi người đi ngủ á, thường là 1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 1 giờ sáng á. Vô tôi là duyên là tôi không biết tiếng Hàn, rồi tôi biết Hàn tôi biết sơ sơ thôi, tôi không được đụng vô cái phần về up lên server. Nhưng mà tại vì theo quan điểm của tôi Hàn, của tôi Nhật là
we are a team á, a team biết team không? Team á, team á, chúng ta là một, cùng một team thì chúng ta phải sống chết cùng nhau. Phải bắt tôi thức, thức 1 giờ, 2 giờ gì đó, thức chung gì đó, ngồi coi tụi nó làm deploy rồi đó. Mỗi lần quá trình deploy lên là đầy rủi ro. Deploy mà trong vòng deploy nó bị lỗi một cái là ông bà ơi, là phải tìm cách là ngay lập tức là run back lại cái phiên bản cũ liền. Nếu không ngày mai á, mỗi ngày mai cái cổng thanh toán nó mà không hoạt động được thì biết bao nhiêu giao dịch sẽ bị thất bại, sẽ thiệt hại biết bao nhiêu. Nên mỗi lần deploy ở đây á, hiện tại mình sẽ được học một cái buổi về khái niệm về deploy. Ủa, nó nhẹ nhàng lắm. Control C, Control V hết. Hoặc là tôi hướng dẫn mọi người cách deploy trên giao diện thì nó có nhập user ID password. Tuy nhiên thực tế nó khác lắm, nó trải qua rất là khó khăn để deploy lên. Rồi một nè, một web project mình deploy web project 1 nha. Một cái web project 2, app 2 nha. Rồi, mình deploy lên. Đây là cái context 2. Đây context 1, C1, C2. Thì khi người dùng truy cập vô thì người dùng truy cập lên web server, không truy cập lên ứng dụng. Từ web server này nó sẽ web container, nó sẽ điều phối sang ở loại ứng dụng này, truy cập này. Rồi, đó là cơ bản khác nhau giữa web app và desktop app. Thì có dịp mình sẽ nói lại. Rồi, về mục tiêu môn học. Nói luôn, mục tiêu môn học của mình là làm gì? Sau khi mình có là yêu cầu đầu vào của mình là như vậy, thì output của mình ha. Thì đây là Java Web, thì tạo ra một web application. Web application. Web application có gì? Có tương tác với lại cơ sở dữ liệu DB. Tương tác làm gì? Thêm xóa sửa. Thì có vậy thôi, lấy ra thêm xóa sửa. Rồi, tiếp theo có gì? Làm được giỏ hàng là shopping cart. Rồi, hết rồi. Mục tiêu chỉ đơn giản thôi. Tạo ra được một web application. Và chú ý cái phần này là phần bên back-end thôi nha. Tập trung vào phần back-end. Tại Java bây giờ nó mạnh về back-end thôi, chứ Java mà ai sử dụng GP làm view, trời ơi, nó chậm lắm, nó chậm không nổi. Thực chất là nó chỉ cần làm về back-end và vẫn đang xài rất nhiều Spring, MVC, tất cả đều phải xài Java nè, nó rất là mạnh. Rồi, output của mình ra được vậy, và mình phải biết được khái niệm là khi client, để chúng được cái hình đi giải thích dễ hơn. Thì đầu tiên là mình chỉ cần biết là mình phải tạo ra được một web application thay vì chạy trên by desktop bình thường. Bây giờ mình tạo ra trên web, web này phải chạy trên web server. Rồi người dùng truy cập vô web server để truy cập ứng dụng. Trong đó cái ứng dụng của web á, thì nó sẽ có là ứng dụng CRUD. Mấy đứa sẽ nghe cái khái niệm CRUD ha. CRUD đó là cái này nè. Create nè, read nè, update nè, chữ D là delete đó. Đó là ứng dụng CRUD, là thêm xóa sửa. Thì thầu hết tất cả các ứng dụng đều là CRUD, chứ có gì làm gì khác đâu. Rồi, về giỏ hàng. Giỏ hàng thì mình sẽ có một buổi để mình đi siêu thị. Mình sẽ đi supermarket, mình đi Cúp mắt ở ngay chỗ Lê Văn Việt đó. Mình sẽ có một buổi đi cúp mắt ở đó. Rồi, sau đó mình sẽ có những khái niệm về filter. Mình sẽ có buổi đi Vũng Tàu, tại vì mình sẽ qua trạm thu phí đi Vũng Tàu, từ đi qua hầm Thủ Thiêm đó, rồi quẹo vô cái chỗ mà cao tốc đó, mình sẽ học filter đó, filter đó. Rồi mình sẽ tìm hiểu cái khái niệm về cái quan trọng nhất của mình, đó là tìm hiểu về khái niệm về serverless. Serverless, bản chất của serverless nó là Java class. Và luôn nhớ cho tôi câu châm ngôn là serverless được tạo ra khi nào? Câu trả lời là serverless được tạo ra khi có request đầu tiên gọi tới nó. Như vậy, những request tiếp theo nó không tạo mới mà nó reload lại. Đó là đặc điểm nổi bật, ưu điểm của serverless. Rồi, đây, mình sẽ tìm hiểu được những cái gì. Mình tìm hiểu về core technique của lập trình Java Web. Trong đây mình sử dụng serverless là core. GP là phần sử dụng làm view, bin là chuẩn của framework, custom tab là những cái thẻ tab để hỗ trợ cho việc thiết kế giao diện,
thì mình sẽ tìm hiểu thêm cái mô hình đó là phát triển theo ứng dụng dạng MVC. Thì không biết từ thời tụi em học OB á, tụi em có được giới thiệu về MVC chưa? Tụi em có biết khái niệm, có từng nghe qua MVC chưa? Dạ rồi thầy. Rồi là chưa thầy ơi. Được hướng dẫn đúng không? Dạ chưa. Ôi, mấy đứa hồi đó OB mấy đứa học ai vậy? Tụi mình chưa biết nhau đúng không? Dạ học thầy. Học thằng nào? Học thầy ạ. Tôi hả? Ủa có hả? À không biết từ thời đó cái MVC mà mình đã chia ra theo kiểu là ừ cái này dùng làm view, này làm model á, tôi nhớ là làm gì cái list interface các thứ rồi đó, menu rồi đó, cái đó nó cũng dạng chia đó. Thì từ bắt đầu từ học kỳ này tôi đã thay đổi về lab OB rồi. Lab OB tôi bắt buộc tụi nó phải xài theo kiểu MVC, tôi tạo sẵn project hết rồi, hơn là mấy đứa đã xong cái môn đó rồi. Rồi MVC á nó chia theo dạng là MVC mình sẽ đeo đẳng mình suốt cuộc đời rồi. MVC và MVC là model, view và controller. Mục tiêu của nó là gì? Thứ nhất tận dụng nguồn lực. Tại vì sao? Tại vì theo lý thuyết á, thực tế là gì luôn, mỗi người nó có một thế mạnh nào đó, chứ bây giờ tụi bay một thằng nó giỏi hết rồi thì còn gì người dở nữa. Thì giờ đứa giỏi phận chia ra nhau chứ. Thì controller sẽ đảm nhận chức năng là nhận request, xử lý, điều phối, trả kết quả. View là phần view, là giao diện, tạo giao diện, tạo ổ để cho người dùng click chuột, enter, nhập thanh địa chỉ. Model dùng để làm gì? Để mô hình hóa đối tượng, dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì ở đây mình sẽ tìm hiểu khái niệm về MVC, rồi MVC 1, MVC 2 các thứ. Rồi phần code demo là mình deploy được cái web application có sử dụng Snap và CSV. Rồi, đây là output của mình. Về kiến trúc của MVC, ở đây giải thích này luôn. Bây giờ thầy sẽ giải thích toàn bộ cái khung chương trình của mình nằm trong cái hình này ha. Đây, mình đã thấy. Đầu tiên, trong cái mô hình của mình hồi nãy mà cái web mà Tomcat server rồi đó, đó là mô hình tổng quan bự. Bây giờ với một web project thì nó có cái gì? Nó chia làm hai phần. Phần thứ nhất là client. Rồi bữa nay xui rồi, bữa nay tôi ghi vẽ đường thẳng mà nó không thẳng là coi như lớp này xui rồi đó. Thường tôi vẽ thẳng lắm á. Rồi client, bên đây là server. Nhiệm vụ của client là gì? Thực hiện gửi request, nhận kết quả trả về thông qua browser. Rồi, bên server làm gì? Server là nguyên cục để nói về cục này. Nguyên cục server này nó sẽ thực hiện nhận request, xử lý, trả về kết quả. Đó là phần của server. Server bao gồm cả cục thịt nguội này nha, là database nè. Rồi, đầu tiên từ browser nó sẽ mình sẽ tạo ra giao diện. Mục tiêu của browser là gì? Mục tiêu của browser là đọc nội dung của view, hiển thị một trang HTML dưới dạng một trang web và bỏ qua những thẻ tab. Từ browser này mình sẽ tạo ra, khi mình nhấn vô một cái nút submit, enter thanh địa chỉ hoặc là click vô link thì nó tạo ra request object này nó sẽ đóng gói để tạo thành request message và gửi qua server. Thì khi gửi qua server thì trong đó nó cần quan tâm những cái gì khi gửi đi? Bây giờ nè, gửi đi ví dụ thằng nào nè, Đức Trung nè, nó Tống Đức Trung nó gửi quà tặng cho người yêu nó nhân dịp 14 tháng 2 tại dịch không đi được. Giờ nó gửi đi thì đầu tiên nó phải biết là nó gửi địa chỉ nhà nó ở đâu. Tiếp theo nữa, nó gửi TO vô địa chỉ đó rồi, nó phải gửi cho ai nữa? Nó gửi cho ai? Nó gửi cho nhỏ nào đó hay thằng nào đó tùy nó. Rồi sau đó nó trong đó là nó gửi cái gì? Đó là chính là cái nội dung mà thằng request này sẽ mang. Rồi tiếp theo nó sẽ chọn phương thức nào để gửi, có thể là gửi bằng Rockcar, có thể gửi bằng Viettel Post các thứ. Thì trong cái request message nó sẽ có đầy đủ thông tin đó, nó gửi qua server. Nhớ ha, gửi qua server, cái dữ liệu gửi từ client server người ta gọi đó là param.
parameter, cái khái niệm parameter nè, rồi gửi qua đây, thì khi mà request object gửi qua bên web container thì bên đây bên server nó sẽ có những vùng nhớ hiện chết rồi, vẽ xấu quá mấy đứa, giờ lỡ rồi tôi, giờ tao lỡ vẽ xấu rồi thôi chấp nhận nha. Thì hiện tại nó chia làm ba vùng nhớ, ba cái scope. Rồi, chưa thấy ai vẽ xấu cái lớp này bữa nay làm sao ta. Ba cái scope. Scope thứ nhất là scope application. Application. Lớp thứ hai, scope thứ hai là session. Scope thứ ba là request. Rồi. Khi mà request object mà được gửi qua server thông qua việc click chuột enter thành địa chỉ hoặc click vô link thì nó sẽ lưu trữ những parameter này, nó sẽ được lưu qua trong request scope. Rồi, từ cái container này, web container này nó sẽ bắt được cái request message, nó bóc tách ra, nó lấy được cái request object và request object của mình. Request object của mình nó sẽ coi trong request object là cái request này đang gửi tới đâu, gửi cho ai, gửi thằng nào, thì trong đây nó sẽ chế biến được cái request này sẽ gửi qua thằng controller này, thì toàn bộ thông tin này nó sẽ được đẩy qua một cái controller. Bản chất của controller này nó là một serverlet tên thôi, còn bản chất của servlet nó là file Java, đó nó là Java class, nó được kế thừa từ HTTP servlet. Rồi khi nó gửi qua đây thì servlet này nó đóng vai trò làm controller và nói luôn controller là gì, controller là nhận request, xử lý, điều phối, trả về kết quả, đó là controller. Rồi hiện tại tới bước là đã nhận được rồi, thì bây giờ cái thằng controller này nó sẽ xem cái request này, cái yêu cầu này nó tự giải quyết được không. Nếu nó giải quyết được thì tự giải quyết, giống như tụi bay gửi request qua kêu 1 + 1 = mấy thì nó đâu cần làm gì đâu, hay tự xử lý luôn thì bằng 1 + 1 = 2 trả về kết quả luôn. Còn trường hợp nó gửi yêu cầu là mày coi chạy xuống cơ sở dữ liệu coi có cái thằng nào tên là Hòa DNT và password là 1234 không, thì khi đó bản thân nó không giải quyết được, nó phải đẩy qua một thằng khác, đẩy qua một cái trung gian, đó là cái model của mình. Thực chất model của mình vẫn là Java thôi, nó là DTO DAO, học OB rồi. DTO thực chất là class đó, là product nè, là user nè, là animal nè, là car nè, đó là DTO. Còn DAO là data asset object, dùng để làm trung gian để tương tác với cơ sở dữ liệu, là những cái model là trung gian của controller và database. Ở đây controller này nó chọc thẳng xuống cơ sở dữ liệu cũng được, chọc thẳng xuống luôn cũng được, tuy nhiên như này nó không bảo mật và nó không theo quy cách nữa hết, như này không được, người ta phải qua một tầng trung gian và nhiệm vụ của thằng trung gian này để tương tác với cơ sở dữ liệu thì chia tách biệt ra rồi. Controller là mày thực hiện là điều phối xử lý được rồi, mày phần cần gì mà phải tương tác cơ sở dữ liệu, tách ra để dễ quản lý đó. Rồi model này sẽ chạy xuống cơ sở dữ liệu, thực hiện gõ cửa cốc cốc, rồi nhập password user gì cho tao truy cập vô, rồi thực hiện câu truy lấn, truy vấn, select, câu delete, câu update, câu insert. Sau đó nó trả về kết quả này, sau đó model này sẽ quăng trả về cho controller. Thì ngay chỗ controller này, mình thấy nếu mà người dùng thực hiện muốn lấy dữ liệu từ bên phía database thì khi đó nó sẽ trả về cho mình một list, cái gì đó, list user, list product, hay là list những cái gì đó. Thì khi đó, người dùng muốn trả về kết quả này cho bên phía bên client, thì cái controller này nó thực hiện xác nhận là mày lưu những thông tin này lên trên vùng nhớ này cho tao. Có thể là lưu trên request scope, lưu trên session, lưu trên application, tùy mục đích và tùy vào mục đích của mình là thời gian tồn tại bao lâu. Ở đây application là tồn tại lâu nhất, session tồn tại nó lâu tiếp tục, và request là tồn tại đến một lần.
trong cái request đó thôi. Rồi, sau khi mà controller sẽ đã lưu trên đây rồi, lưu trên đây thì cái này khi mà quá trình lưu một giá trị gì đó trên vùng nhớ từ bên phía server thì cái này người ta gọi là attribute. Rồi, attribute thì lưu trên ba vùng nhớ, còn parameter chỉ lưu duy nhất trên một vùng nhớ, đó là request. Lưu hai nhớ nha. Rồi sau đó controller này nó sẽ thực hiện chuyển trang. Quá trình chuyển trang của mình sẽ thực hiện thông qua hai cách. Cách thứ nhất đó là send direct. Send redirect. Cách thứ hai đó là request dispatcher. Rồi, dispatcher gồm có hai cái, đó là forward và include. Đó. Thì quá trình chuyển trang là quá trình làm gì? Là từ chỗ này nó chuyển cái đường đi của nó sang thằng khác. Thì hiện tại mình sẽ có hai cách thôi, mình sẽ tìm hiểu, đó là send redirect của mình là nó sẽ thực hiện là gửi qua tới cái chỗ B, tức là send direct sang B, thì khi đó cái luồng dữ liệu mình vừa chạm tới B thì những vùng nhớ trên cái request scope sẽ bị hủy. Giống như là mình có chiếc xe bus thì mình chở 10 cái ba ram, 10 thằng lon ton chạy vào thằng B, vừa đậu xuống cái cạch thì tất cả 10 thằng cái đó bị giết sạch luôn, nó còn là chiếc xe thôi. Và hiện tại vị trí là đang đậu ngay chỗ B. Còn sử dụng request dispatcher thì vẫn chiếc xe đó, vẫn chiếc xe bus đó, có 10 thằng ba ram đó chạy tới trên đây thì đậu cái cạch, thì 10 thằng đó vẫn còn nguyên, vẫn vui vẻ, vẫn đang uống nước, vẫn đang uống trà sữa trên đó, vẫn ăn bánh trên đó bình thường. Rồi nó có hai cơ chế forward và include. Forward là sao? Forward là khi mà chuyển từ điểm A sang điểm B là, và thì khi đó cái điểm bắt đầu tiếp theo là từ điểm B. Còn trường hợp include tức là từ điểm A include điểm B, tức là nó đẩy cái luồng xử lý qua thằng B. Thằng B xử lý xong, nó lại quay ngược trở lại thằng A, và điểm bắt đầu tiếp theo nữa là sẽ đi từ thằng A. Được chưa? Giống như là chia tay người yêu cũ nè, chỗ là forward nè, chia tay người yêu cũ đi quen người yêu mới, sau đó nó đi luôn. Rồi còn trường hợp là include, đó là bây giờ quen người yêu cũ, bây giờ là người yêu cũ bây giờ chia tay, người yêu cũ đi quen người yêu mới, sau đó quen một khoảng thời gian rồi cũng quay về với mình, đó là dạng include. Rồi đây là cái quá trình chuyển trang ha. Mình đi tới tầng view. View là gì? View đó là những trang JSP, những trang HTML, những cái trang về XML. Đó là những cái thằng này. Thì mục tiêu của view làm gì? Là tạo ra cái giao diện để trả về kết quả cho người dùng. Thì trong cái view này thì dữ liệu lấy đâu ra? Đây nè, hồi nãy nè, xem lại nó tạo ra attribute luôn đây. Thì view này chạy lên trên đây để lấy ra những attribute và hiển thị ra cho người dùng. Giống như là thực hiện là lấy list user, rồi khi đó hồi nãy controller nó đã lưu trên đây rồi. Cái thằng view này chạy lên đó lấy xuống, hiển thị ra dưới dạng là một list user cho mình. Rồi sau đó từ cái view này nó sẽ trả về bên phía client thông qua cái response share. Cái response message này nó chứa cái gì? Nó chứa cái body là cái phần view, và cái chứa địa chỉ nơi mà thằng bên client gửi qua. Sau đó browser này lại đọc những trang view này và hiển thị dạng trang web và show ra cho người dùng. Sau đó cái trang browser này sẽ đập vô mặt người dùng kết quả. Thì đây là toàn bộ kiến thức về web application, mô hình đường đi nước bước như thế nào. Rồi những cái rắc rối trong đây mình cần phải quen biết là tao đứng ngay chỗ này, đang đứng ở controller này, chú ý nha, controller này nó thể gọi controller khác nha, đều được nha, nó dùng cái cơ chế chuyển trang này. Thì mình sẽ phải biết được là tao đang đứng ở controller này và hiện tại trong tay tao có cái gì. Khi mà người ta nhắc đến web application và người ta hỏi là trong tay mày có cái gì, tức là người ta hỏi
mày có ba RAM gì, mày có attribute gì, attribute chứa đâu, giá trị nhiều. Mình phải biết được là làm sao để lấy giá trị từ client gửi qua, là lấy giá trị làm sao, làm sao lấy giá trị của attribute, attribute luôn đó lấy làm sao. Đây là chỉ một phần bé nhỏ trong web application của mình. Nó còn cái phần mà khó nhai nhất á, là phần về scope. Rồi một phần nữa đó là giỏ hàng. Giỏ hàng thì mốt mình sẽ đi làm demo cái phần đó là bán trà sữa. Tôi là chỉ demo cái phần trang web bán trà sữa. Tức là tôi sẽ chỉ mấy đứa những chiêu trò gian lận, là thay vì bán ế quá, bây giờ thay vì mỗi lần click một cái là mua một ly, mà bây giờ không, thì click một cái mua 5 ly chẳng hạn như vậy đó. Thì mình sẽ làm một bài theo trên slide á, là demo của mình là mua sách, mà tôi thấy mua sách nó vô lý quá, nó không phù hợp với lại tụi mình, cái lứa tuổi tụi mình á, với lại tụi bay mà mua sách thì thấy nghe nó vô lý quá, nên tôi chuyển sang mua trà sữa. Rồi đây là toàn bộ cái kiến thức của mình phải học được vậy ha. Rồi tiếp theo nè, cái phần là view á, thì mấy đứa phần view này nó lại nảy sinh ra cái nè. Ừ, view thì bây giờ nó là trang web động, trang web tĩnh nữa. View thì mình có thể sử dụng HTML và JSP. Thì trong HTML là trang web tĩnh, thì nó mình muốn thay đổi nội dung hiển thị là mình phải thay đổi code. Mà mấy đứa biết cái web application của mình mà thay đổi code một cái là phải build lại, phải up lên server nữa. Nó trải ra quá trình mà mỗi lần up server là một lần rủi ro, giống hồi nãy tôi kể dù mà tôi thức 1-2 giờ đêm đó, tôi để ủng hộ tinh thần đó, cực đó mấy đứa. Do đó mình phải thực suy nghĩ sao, à tôi không xài HTML nữa, tôi không ra web tỉnh nữa, đó gọi là cú bắp xung đi tà đó. À, cái này nó sẽ liên quan tới tụi em về cái khái niệm làm ứng dụng của mình. Thì hầu hết mình sẽ chuyển những thằng này sang dạng 3 RAM và mình hạn chế sử dụng code cứng. Hard code đó, hard code mỗi lần sửa là mỗi lần phải đi build lại các thứ. Rồi sau đó nó nảy sinh ra JSP. JSP là một đặc điểm nổi bật trong cái web application, tại vì trong JSP mình có thể chèn được code Java trong cái trang JSP và biến cái HTML này trở thành một trang web động. Trang web động là trang web mà nó thay đổi nội dung hiển thị và không cần thay đổi code. Bản chất của nó là mình load từ cơ sở dữ liệu, mình load từ hệ thống. Rồi thì khi đó JSP này có hai cách để xử lý. Thứ nhất, chèn code Java theo cú pháp của Ripping Ramen. Đây. Cách thứ hai đó là sử dụng GSTL, Tablet Library. Cái cách thứ nhất là dành cho dân lập trình, cách thứ hai là dành cho dân thiết kế. Thì tại vì mình đã học MVC rồi, cho đó cái view này, cái V này là dành cho dân thiết kế, do đó sử dụng lập trình là người ta không thích, người ta thích sử dụng thẻ tab, thì đó mình phải học thêm GSTL. Rồi xong cái này rồi thì mình sẽ qua tới filter, mình đi Vũng Tàu mình chơi để mình hiểu về khái niệm về trạm thu phí. À, mình sẽ tìm hiểu về cái công nghệ của Mỹ để thực hiện cái hệ thống phòng thủ tên lửa xuyên biên giới đó, cái đường biên giới đó, nó lúc nào nó cũng xây dựng cái hệ thống phòng thủ tên lửa, radar đó, các thứ rồi đó. Mình sẽ tìm hiểu về khái niệm về đánh chặn là như thế nào. Tới giai đoạn đó đi, tôi sẽ kể mấy đứa nghe hồi xưa tôi học bên Hàn tôi học cái gì, chuyên ngành tôi là gì. Chuyên ngành của tôi không phải là những chuyên ngành bình thường, tôi học về xử lý ảnh dò mìn, dò tàu ngầm dưới biển. Tôi học phải cái đó không à. Rồi xong ha. Có ai thắc mắc về cơ bản về đây là toàn bộ hầu hết là cái mình sẽ học trong cái chương trình của mình. Đi tiếp. À, nói trước nha, tại vì tụi em là theo nguyên tắc là trong lớp mình học mình bỏ tiền ra. Nói về thực tế đi, mấy đứa bỏ tiền ra thì mấy đứa phải đạt được cái gì đó. Giả sử không hiểu thì hỏi lại thì tôi sẽ chỉ lại, đúng không? Chứ mà im rồi thì coi như tôi hỏi không ai trả lời thì pass đi thôi, hiểu thôi. Tất cả đều có record lại hết, là có chứng nhận tôi đã có giảng hết rồi, tôi đều hỏi. Do đó mặc định nếu tôi hỏi không ai trả lời thì coi như mình đã biết, và biết mà làm sai thì trừ điểm.
và luôn nhắc mọi người cái môn này nó hơi khó và tỷ lệ pass nó cỡ khoảng 50% thôi, do đó mình cố gắng, tại vì tôi cũng không thích tỷ lệ pass thấp vậy. Học kỳ nào, học những học kỳ sau nó tăng lên đó, chứ kỳ trước nó cỡ 30-40 à. Riết mà mấy đứa có tin là môn này mà có vài đứa mà nó học với mười mấy lần luôn á. Riết mà lần tới đó mà tôi thấy nó tôi sợ luôn á. Tôi nói thôi bây giờ chỉ cần nó có mặt và nó nộp cho tôi làm đúng cái lớp in thôi đó. Rồi tiếp ha, mình quay lại là mô hình của mình vẫn chia làm 3 tầng theo dạng MVC ha. Đây là MVC. Thì vẫn là đây là V nè, đây là C nè, đây là M nè, đây là DB nè. Đó. Thì view của mình đó là những trang web động. Web động của mình có thể là GP, hiện tại mình đang Java mà mình học là GP, hoặc là những cái application bên client thì thực hiện nó gửi request qua. Thì request đây qua bên controller thì ở đây mình thấy nè, controller của mình nó có thể làm sử dụng hai cách. Thứ nhất, tùy theo model của mình đang sử dụng MVC2, MVC1. MVC2, MVC1. MVC1 này là sử dụng JSP làm controller. MVC2 sử dụng Sublet làm controller và MVC1 không xài. Lý do tại sao? Tại vì mọi người thấy trong mô hình MVC thì phần view là ai là người xài thì là người dùng cuối end user. Dĩ nhiên user nó không có kỹ năng về lập trình rồi, nhưng nó biết thì nó tự làm chứ nó thuê tụi bay chi. Do đó người dùng sẽ không biết được các lỗi gì đó. Do đó người dùng mà sử dụng cái phần controller chạy xuống cơ sở liệu liền, dẫn đến là khả năng nó bị lỗi rất là cao, cho nên người ta không còn xài JSP làm controller nữa mà người ta sử dụng Sublet làm controller. Và JSP chỉ đơn thuần làm view, tại vì bản thân JSP sinh ra đời công việc chính của nó làm view và công việc part time của nó là làm controller. View nha, part time của nó là controller, còn Sublet sinh ra đời để làm controller và công việc part time của nó làm view. Do đó để tận dụng tối đa về ưu thế thì Sublet sử dụng làm controller, JSP sử dụng làm view. Rồi, thực hiện model kết nối cơ sở dữ liệu thì nó cũng chia 3 tầng vậy thôi. Rồi, những cái nào, kiến thức nào mình cần học trong cái môn này thì nó học như sau. Thứ nhất, mình học về Java Sublet. Mình sẽ tìm hiểu, vậy vốn dĩ Sublet nó để làm gì? Sublet nó đứng ở đâu? Sublet là công nghệ đứng bên phía server. Nó đứng bên phía server, nó chầu chực chờ đợi, chực chờ bên đó để có request gửi qua nó để nó xử lý. Một đặc điểm của Sublet đó là tạo ra duy nhất một lần, lần sau gọi tới nó thì nó không tạo mới mà nó reload lại thôi. Và Sublet này nó sẽ thay thế cho CGI là công nghệ cũ để đáp ứng cái nhu cầu về tối ưu hóa về nguồn lực, về performance. Rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về GSTL. À, thấy bậy rồi, thấy giờ hồi nãy tôi dễ sai là thấy bậy rồi đó. Không phải, GSTL là ở dưới. Thấy ngu không, GSTL là ở dưới mà giờ nè. Cái tiếp theo mình sẽ tìm hiểu đó là GSP. GSP là khái niệm mình tạo ra những trang web động bằng cách chèn code Java vô. Rồi tiếp theo, cái tab list là GSTL, là những thẻ tab hỗ trợ xử lý vào phần giao diện bên trang GSP. Rồi tiếp theo mình học về bin. Bin là chuẩn của framework. Bin là chuẩn của framework, tức là sau này người ta sử dụng khái niệm về bin. Bản chất khi thầy tạo ra project, từ bước đầu tiên thầy đã tạo sẵn cho mấy đứa từ cái khái niệm là bin luôn rồi. Đó là DTO, là nó giống như y chang như bin luôn, nó chỉ khác một chỗ thôi. Khi đó mình học tới bin thì mình sẽ vỡ lẽ ra, à hôm nay mình đang sử dụng là gần giống như bin rồi đó. Mình chỉ cần thêm một cái chức năng này vô, cái tự nhiên nó trở thành bin luôn. Bin đặc điểm là nó có cơ chế tự động mapping. Và bin của mình cũng không có xài nhiều trong cái phòng chương trình mình. Tại vì bin của mình được sử dụng trong chương trình mình là MVC1, cho nên mình ít có xài lắm. Rồi, tiếp theo mình học đến cái về những API về kết nối cơ sở dữ liệu. Tức là cái bà
cái shot 2, cái shot tiếp theo á, cái shot số 2 mình sẽ học về về GPC nè. Là bây giờ Java nó muốn kết nối đến SQL Server thì nó không thể nào trực tiếp được, nó phải thông qua cái thằng trung gian, cái thằng cò đó, gọi được người ta gọi là broker đó, môi giới đó. Thì mình sẽ đưa ra khái niệm về cái GPC, là mình sẽ viết cái hàm kết nối, rồi gì load driver, rồi tạo kết nối, rồi thực hiện câu lệnh, rồi đóng kết nối các thứ rồi đó. Rồi 7 cái phần cơ bản mình phải thỏa mãn, mình phải học từng qua. Đầu tiên mình học khái niệm về subject model. Trước đó phần số 0 là phần database DB đã. DB để mình phải test kết nối, tạo kết nối. Tiếp theo là mình học về subject model. Ở đây mình thực hiện cái phần chức năng đó là login, demo phần login. Login của mình. Rồi, sau đó mình sẽ tìm hiểu về web application, web app, web container. Đây mình tìm hiểu về MVC, về SAT, CRC. Rồi JSP đây mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ demo phần SAT, CRC. Session là mình sẽ học về delete, delete, update, update và insert. Kèm theo một cái nữa đó là shop bình cạc, shop bình, shop bình cạc. Rồi mình sẽ tìm hiểu những phần này. Rồi bin, bin mình sẽ đọc, mình sẽ làm sơ qua về bin, mình tìm hiểu với MC2 khái niệm tạo ra bin. Rồi mình tìm hiểu xem cái đó là GSTL của mình hỗ trợ cho việc thay thế code Java trong trang ZB. Rồi sau đó mình học tới cái filter, filter là mình sẽ đi Vũng Tàu. Rồi mình đi Vũng Tàu, rồi sau đó mình tìm hiểu về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Rồi mấy đứa hồi đó tôi học, tôi được đầu tiên qua bên hàng là tôi học là tôi được phát cuốn sách về cấu tạo tàu ngầm của Mỹ nha mấy đứa. Để tôi tìm hiểu về ba cái vụ mà gì dò mìn và tàu ngầm rồi đó. Về Việt Nam không có xài hết đó. Rồi, thì demo của mình có hai phiên bản, V1. V1 của mình làm ra một cái full application, full web app của mình có CRUD mà sử dụng writing element. Writing là bé phần trăm là đóng lại. Phiên bản số 2 là mình vẫn là full luôn. Full cái rip về không tới này, full cái CRUD chạy xuống đây, nhưng mà mình sử dụng GSTL. Rồi sau đó mình có apply filter vô, filter dùng để xác thực phân quyền, thường để xài vậy. Ở đây có ai còn học về môn lắp web không? Mấy đứa coi có đứa nào còn học lắp web không? Lắp web tức là những khóa mà khóa trước đó, nó vẫn còn môn lắp web á. Rồi, đây là những phần demo mình có. Và mô hình của mình là thầy hồi xưa tôi xiên lắm mấy đứa. Hồi xưa mỗi lần code xong cái code sao tôi xóa bài cũ, tôi phải code lại từ đầu á. Tôi thấy được cực quá. Bây giờ tôi mới thông minh sáng đạo lên rồi. Kể nghe có quá trình tiến hóa của tôi nè. Hồi xưa tôi dạy môn này là môn chính của tôi nè, dạy trường này. Cái tôi xóa bắt sinh viên code lại, code quá trời luôn. Sinh viên cũng cực mà tôi cũng cực. Nói thẳng luôn, tôi cũng thích code lắm mấy đứa, tôi cũng đam mê code đâu. Mà tại vì trách nhiệm tôi phải làm thôi. Cái bây giờ tôi thực hiện theo mô hình là mỗi ngày tôi tạo ra một project thôi. Tạo project là V1. Cái mỗi ngày tôi thêm chức năng vô, thêm chức năng vô để sau cùng kết thúc cái mình có được một cái bài project. Một bài project full. Còn cái phần thứ hai là cái này, tôi copy cái bài này, tôi tạo ra một cái phiên bản mới, sau đó tôi chỉ sửa lại là thằng nào GSTL. GSTL nó ảnh hưởng đến cái phần view thôi. Rồi, sau đó kết thúc chương trình. Rồi, ok ha. Rồi, đây là toàn bộ chương trình của mình. Rồi, bây giờ tới cái phần gì đây? Phần điểm đâu rồi? À, cái phần này, tùy theo lớp. Học kỳ này tôi dạy tới 8 lớp luôn mấy đứa. Trời, 8 lớp web tôi đuối luôn á. Mà lớp nào cũng 3 mấy người luôn. Chấm bài khùng luôn á. Đây, tùy theo mức độ của từng lớp
Thì nó có cái thời gian khác nhau tùy theo, chứ tôi cũng không chắc được là phải theo đúng khung vậy, tức là ngày một ngày hai làm gì đó, miễn sao là mấy đứa phải làm được. Rồi ở đây là toàn bộ đi từ select model, web application, DB, session, bin, GSTL, filter, làm bài practical, project của mình chấm. Rồi đọc sách thì lý thuyết là mấy đứa lên trên đây nè, coi sách nè, đọc thực chắc mấy đứa lên trên LMS đào cái slide về, sau đó tìm hiểu trên 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 Google á, nó đủ rồi, khỏi cần đọc sách, theo quan điểm của tôi vậy. Còn mấy đứa thì nên đọc sách cũng được không sao. Rồi sau đó rảnh nữa thì lên đây nè, đọc trên reference nè của Java, Sun, rồi của GDBC rồi nè. Rồi đến cái môi trường, set up cái môi trường học phải đảm bảo, tại vì lớp này tới ba ba người, ba mấy người lận, cho nên mấy đứa mình phải cùng có một cái môi trường để lập trình cho nó, giả sử có lỗi xảy ra thì mình sửa cho dễ. Chứ bây giờ mỗi đứa cài một cái idea, cài mỗi đứa cài một môi trường thì nó cực lắm, không thể nào. Do đó bộ môn đã thống nhất tất cả platform xài là phải xài GDK 7 hoặc 8 là một. Thứ hai, NetBean xài từ phiên bản 8.2 trở xuống. Thứ ba, xài Tomcat server để làm web server. Rồi tiếp theo mình phải xài SQL server, phiên bản nào kệ tụi mấy đứa. Mình xài SQL server, rồi browser thì xài gì xài kệ tụi em. Rồi SQL đây đây là cái file ra thầy đã bỏ sẵn trên em hết. Thì để đảm bảo là khi tụi em lỗi thì thầy cũng phải cố gắng để sửa lỗi cho tụi em, và mình phải chung một platform á, như vậy á nó đỡ. Chứ giờ tụi bay mỗi đứa xài một thằng thằng vậy thì sửa sao nổi. Vậy ha, GDK 7.8 7 hoặc 8 mình xài NetBean từ 8.2 trở xuống, xài Tomcat làm web server. Và chú ý là bởi vậy do đó chưa, hôm nay chưa có làm gì hết á, hôm nay chỉ là hôm nay mình mấy slot, Hôm nay hai Ngày hai slot slot hả? hai slot thì hôm nay mình chưa làm gì hết á. Hôm nay cái slot thứ hai mình chỉ làm là cái phần cấu hình để cho SQL server nó nhận kết nối từ bên ngoài. Rồi ê, sao Lương Minh Nhật nghe tên quen quá ta, tụi mình có biết nhau chưa, chưa đúng không, sao nghe quen hay là lỡ nằm ta, sao hay là tại vì tên Nhật Minh nó nhiều người đại trà quá. Ở đây nè, do đó là mấy đứa khi mà cài Tomcat á, mình phải phải sáng tạo một chút thông minh là vậy. Khi mình cài Tomcat, không, khi mình cài SQL, khi cài NetBean á, thì trong đó mình chọn tích vô chọn là tôi cài luôn Tomcat luôn cho nó đỡ. Và chú ý cài Tomcat là phải nhớ password của người ta nha, tụi bay không nhớ rồi mốt tụi bay đừng hỏi tao nha. Rồi đây là môi trường mình phải cài đặt chung vậy để mình có lỗi nó dễ. Tại vì sao không, tại vì cái style của tôi là tôi viết một chương trình không bao giờ nó chạy được. Từ thời OB thì đỡ, OB thì lâu lâu có lỗi chứ lên trên web rồi, tôi khái niệm tôi là lên lên web rồi tụi nó lỗi tùm lum luôn, tôi là n cái lỗi. Do đó nhiệm vụ của tụi em là phải sửa cùng nhau, tại vì chúng ta cùng một team mà, mình là cùng một team, lại một team nữa, mình cùng một team cho nên mình phải cùng nhau sửa lỗi. Và nhiệm vụ tụi em là sửa lỗi, tôi chỉ người hỗ trợ thôi. Rồi sửa xong rồi các thứ rồi đó, do đó cài khung môi trường cho nó dễ. Rồi có một số policy như sau thì đến gì đây nè, cái này thì thôi tụi bay muốn làm sao làm, miễn sao học hiểu được rồi. Gì nè, chuẩn bị ở nhà gì nè, rồi lên lớp thì nghe giảng gì nè, hoàn thành bài assignment nè, rồi trên lớp thì thảo luận trong team, hỏi những câu hỏi đáng hỏi nha, chứ không phải là câu gì cũng hỏi nha, hỏi cần những câu hỏi đáng hỏi, rồi sau đó trả lời luôn, thấy chưa, question and answer
tức là theo kiểu là ở sinh viên A hỏi thì sinh viên B có nghĩa vụ phải trả lời. Trường hợp sinh viên B không trả lời được thì hỏi sinh viên C. Rồi sao nữa về phần này được. Nói chung là làm gì khéo khéo chút, đừng làm ồn. Rồi tới cái phần là cái phần quan tôi là phần quan trọng. Nói gì nói, học hành thì kiến thức nhưng mà phần phải bắt môn. Nó thực tế vậy. Thì bây giờ mình làm gì? Trong cái phổ điểm, cái phân bố điểm á, thì nó có những phần như sau. Thứ nhất mình sẽ có hai bài quiz là Rosetta Test. Mình làm trên Kahoot, lại làm trên Kahoot nữa mấy đứa. Rồi Kahoot ha. Biết Kahoot không? Ten đó. Mình sẽ làm trắc nghiệm trên Kahoot những câu hỏi vu vơ. Hai bài, mỗi bài 5%. Mới là vu vơ thôi. Ở đó OB thì tôi hỏi câu là tại sao bạn phải học môn Java OB? Cái câu trả lời là tại vì đam mê, tại vì ba gia đình ép, tại vì tôi không còn sự lựa chọn, hoặc là tôi không biết. Thì phải biết thân, biết phận, chọn cái câu là tôi học vì đam mê. Đúng không? Nó hơi giả tạo một tí, nhưng mà phải chọn cái câu tôi học vì đam mê, khi đó mới được điểm câu đó. Đó là những dạng câu hỏi mình sẽ có trải qua trong cái Kahoot. Rồi, hai bài. Chú ý tại vì điểm nó vẫn, cái hệ số vẫn thấp, tuy nhiên bắt buộc phải có để nó không bị liệt. Do đó mình phải có, chừng nào làm quiz thì tôi sẽ thông báo trước. Còn gì nữa, Nhật Minh, còn hú hí gì nữa? Không, cái bài quiz 2 á là trên 6 rồi em ơi, bây giờ tôi cập nhật lại là trên 6 rồi. Bây giờ tôi rất là lầy luôn rồi, bây giờ mấy đứa chỉ cần lớn hơn 6 thì làm tròn hình 10. Bài quiz 2 nha, chứ tụi bay đừng nói bài quiz 1 là có nhiều tính nhiều. Quiz 2 lớn hơn 6 làm tròn 10. Trời ơi luôn. Vậy bé hơn 5 có làm tròn 1 không thể? Không, bé 5 thì giữ nguyên đó. Chứ làm tròn 1 nó chửi chết. Tôi cũng không muốn nổi tiếng. Minh Nhật, Kahoot không biết xài hả? Tụi thơ bất hạnh vậy? Ủa, mấy đứa biết Kahoot mấy đứa? Dạ biết hả? Trời, bình thường có gì đâu, lên cho vui lắm. Tèn tèn gì đó. Thì mốt nó dễ mà. Em làm chút là em biết hà. Còn nếu trường hợp mà yên tâm đi, tụi em làm không được mà tụi em không điểm á, thì tôi cũng cố gắng cho tụi em được nửa điểm hay điểm để tụi em không bị liệt. Đừng có lo. Cái phần này có 10% thôi mấy đứa. Đã vậy lớn hơn 6 làm tròn 10 rồi còn đòi gì nữa. Rồi tiếp theo tới lab là workshop. Chú ý không phải là con số 2 nha, mà là con số N bài lab. Nó tầm từ 10 bài đến cỡ 9 bài, 10 bài gì đó. Thì trong đây có 10%. Tuy nhiên nó là phần mà mình phải cố gắng rất là nhiều. Thứ nhất gồm hai phần. Phần thứ nhất là trả bài. Tại vì tôi trải qua nhiều năm đi dạy rồi, tôi thấy được đời cuộc sống này tôi không tin được đứa nào hết. Nó hiểu, em hiểu. Chứ làm sao hỏi lại, nó không biết mẹ gì hết. Do đó tôi phải thực hiện trả bài. Và với Hòa đây là tôi vẫn gầy quan điểm thôi. Chỉ có hai cột thôi, cột 0 và cột 10. Trả lời được và đúng. Trả lời đúng thì 10. Trả lời được mà sai hay là không trả lời thì 0 điểm. Rồi. Tiếp theo. Cái dạng thứ hai là code. Đây, code nha, tôi này tất cả đều công bố rộng rãi nha, code record đây nha, để mình gì? Để mình thỏa thuận hoạt động cho nó suôn sẻ, chứ tôi không muốn là em không biết cái thứ đâu. Code á thì nãy nói rồi, trong lớp tôi vẫn code cho mọi người. Ở trường đại học FPT á, là cái trường mà phải yêu cầu giảng viên phải code với sinh viên. Còn tất cả những trường khác người ta không có, không ai như vậy hết á. Do đó tôi code cho mọi người. Và tại vì tôi đang theo đuổi cái triết lý là tôi phải offer cho mấy đứa một cái chương trình lỗi thật nhiều lỗi. Để làm gì? Để tụi em cùng nhau sửa. Cùng nhau sửa thì mới biết được cái lỗi đó là gì. Chứ bây giờ tôi code một chương trình hoàn thiện rồi, chỉ cần 5 phút, 10 phút tôi code xong rồi tới bắt đầu tôi nghỉ hả? Code xong ra rồi bây giờ giả sử nó không có lỗi thì con đâu còn việc gì đâu làm, và tụi em cũng không hề biết được là những lỗi này nó là như thế nào.
thì do đó mình phải theo cái phương pháp đó là tạo ra càng nhiều lỗi càng tốt. Để làm gì? Để mình làm quen với lỗi, để lần sau mình nhìn vô mình thấy được a à, cái lỗi này là mình gặp rồi, mình biết nó là gì, là gì gì, để mình có thể khắc phục được luôn, mình tránh đi những lỗi đó. Và đồng thời tôi tạo ra cái lỗi này để tôi tạo cho tụi em một cái cảm giác là gì chuyên nghiệp giả tạo. Có nghe cái nghe cái từ chuyên nghiệp giả tạo chưa? Tức là theo kiểu là hồi đó giờ tụi em học những người khác rồi tụi em cảm thấy ủa mấy người đó giỏi quá, có chứ không sai hết à, trong khi qua bên lớp này gặp ông bà rồi công nhận mình thấy mình có giá trị trong cuộc sống liền. Từ đó giờ bao nhiêu năm đi học mà tự nhiên bây giờ cảm thấy là đù, bữa nay mình còn hơn ông thầy nữa. Ông có chương trình sai từ lưa tờ le, rồi bản mình phải vô mình phụ ổng mới được. Khi đó tụi em sẽ có một cảm giác là chuyên nghiệp hơn. Thấy giờ thấy không, tâm lý không, bỏ ra có 4 triệu mà được BI tận nóc luôn. Do đó tôi code xong chương trình sẽ có lỗi và tụi em phải cùng nhau sửa lỗi đó, cùng nhau với tôi sửa lỗi ra rồi tìm lỗi ra, rồi sau đó tôi sẽ dành cho tụi em 5 phút minute, 5 phút để tụi em hoàn thành cái bài của mình. Sau đó tôi sẽ gọi ngẫu nhiên 2 người, gọi ngẫu nhiên thôi, ví dụ là bữa nay thứ mấy, bữa nay thứ 3, gọi thằng số 3, nhưng số 3 thích số mấy, nhưng thích số 5, thì 3, 5, gọi 2 bạn đó, thấy 2 bạn làm được, làm xong hết rồi, thì ok, cả lớp 10 điểm, còn ngược lại, có 1 trong 2 bạn không hoàn thành, thì cả lớp 0 điểm, rồi, do đó mình cũng phải có trách nhiệm. Hồi đó học online, học offline thì nói là phải có trách nhiệm để đừng có để mà sau khi mình ra về bắt đầu bánh xe mình bị xì. Rồi đây là 10% nha, tất cả là điểm có 0 hoặc 10 thôi. Và yên tâm đi, mấy đứa sẽ không bao giờ bị liệt đâu. Đầu tiên là tôi sẽ tìm cách hợp thức hóa cho mấy đứa 10 điểm hết. Một cột ít nhất là có một cột 10 để mấy đứa không bị không, yên tâm đi. Đừng có lo phần đó, tôi không bao giờ để mấy đứa mà bị rớt vì liệt. Rồi, xong phần workshop nha, N bài nha. Rồi tiếp theo một bài project. Bài project của mình chiếm tới 40% lận. Project của mình thì mình sẽ làm một bài có 2 dạng. Thứ nhất là bán và thuê. Ở đây tôi chỉ làm 2 cái này thôi. Bán và thuê. Bán á thì dù bán hoa, bán sách, bán vàng, bán người yêu, bán điện thoại, bán máy tính, bán đất, bán xe, bán gì đó, bán nhà gì đó, thì đó là mô hình bán. Còn thuê, rồi mới thuê người yêu, thuê xe, thuê phòng khách sạn, rồi gì thuê gì nữa, thuê mượn trang thiết bị trong công ty chẳng hạn. Thì 2 mô hình này nó khác nhau cơ bản. Thứ nhất, giả sử tôi có 5 chiếc xe, tôi bán 1 chiếc xe thì tôi còn kho, tôi còn 4 chiếc thôi. Còn bây giờ thuê, tôi có 5 chiếc xe, tôi cho thuê 1 chiếc xe thì tôi vẫn còn 5 chiếc xe, nhưng mà tại thời điểm đó tôi chỉ được sử dụng available là 4 xe thôi, còn xe kia cho thuê. Đó là 2 mô hình. Và với bài assignment này, thầy sẽ hỗ trợ tụi em là thầy sẽ phân tích cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ cùng nhau together để tạo nên cơ sở dữ liệu cho bài này. Và phổ điểm sẽ được công bố sau. Có phổ điểm rồi. Tức là làm này được nhiều điểm, làm này nhiều điểm, nhiều điểm, nhiều điểm. Và sở thích, không phải sở thích mà là mong muốn của thầy là tụi em áp dụng vô những kiến thức thực tế. Giống như là login bằng Gmail, nè, xác thực đơn hàng, nè, thanh toán qua những cổng online, PayPal hay là Momo, Zalo. Tất cả cái đó mình phải làm những cái đó. Rồi, đó là 40%. Và chấm bài, nói luôn cái bài project này là về nhà làm. Bây giờ mình chơi đánh bài ngửa với nhau luôn ha. Tức là thầy nói luôn, tôi không quan tâm cái bài này tụi em lấy đâu ra, tụi em xu đâu ra, tụi em trơm đâu ra, tụi em xe đâu ra, kệ tụi em, miễn sao đừng để tôi phát hiện. Và tôi được cái tôi rất nhỏ mọn, tôi mà phát hiện bài nào giống nhau thì cho bài giống nhau thì là chắc chắn một điều là người bán ma túy và người mua ma túy đều bị tử hình. Người mua dâm và người bán dâm đều bị bắt. Nói trước nha, có chức
chơi thì có sức chịu, chấp nhận gian lận thì phải khéo, ăn dụng là phải chùi mép, chứ không phải là để rõ ràng cho tôi phát hiện ra, tôi phát hiện ra là không điểm thôi, không nói nhiều nữa. Thì chỉ nhớ cái phần này, phát hiện ra gian lận là không. Nha, nói trước nha, nào cũng vậy, trong cuộc chơi mà gian lận thì phải khéo, phải làm sao cho tôi không phát hiện ra. Mà gian lận rồi, tôi được cái tôi nhỏ mọn, tôi sẽ lưu xuống cơ sở liệu Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Tý gì đó, Nguyễn Văn Tèo, Nguyễn Văn Tý gì đó, gian lận, tôi sẽ đi thông báo cho tất cả những thầy cô khác để người ta đề phòng chứ không gì hết. Rồi, 40%. Sau đó tới bài practical thì theo thông báo của tôi là theo thông báo từ bên bộ môn là hình như là practical bây giờ tụi em sẽ làm chung. Làm chung tức là cả trường sẽ làm chung một cái bài practical vào một thời điểm cố định nào đó. Thì này chiếm 20%, lúc trước thì bài này tôi control thì bây giờ tôi không biết, thì chờ thông báo nhà trường. Tôi chưa biết sao. Rồi, phần final là 20% là thi cuối cùng á, thi cuối kỳ đó. Phần này là không can thiệp được. Phần này là chấm. Tôi những phần về project, về assignment chấm là chấm trực tiếp một một. Rồi ha, xong ha. Rồi tổng cộng lại là 100%. Rồi có ai thắc mắc về về phần phổ điểm này không? Đâu, để kiếm đứa nào hỏi coi, để thể hiện sự đâu rồi. Trương Thanh hôm này khó đọc quá. Trịnh Tiến Đức. Đức. Dạ alo rồi. Em hỏi gì đi. Dạ em nghe hết, em thấy không có gì để hỏi. Không, mày phải hỏi câu hỏi gì đó, mày hỏi hay là mày hỏi ở đó ăn trưa chưa chẳng hạn, mình phải có câu hỏi. Mày giả tạo chút coi, mày giả tạo chút là dạng quiz này làm khi nào, giả bộ mày hỏi gì đi để xong hết lượt đại đi kể đó. Để em hỏi bạn. Dạ thường cái bài workshop ở đây thời gian nó là cỡ bao lâu rồi? Workshop à? Ừ. Ok. Tao lỡ thì phải trả lời, tao định chửi rồi đó. Mình trả bài, đầu giờ vô trả bài. Code thì sau khi mình code xong mình tính thôi, nè 5 phút các thứ rồi đó. Rồi được rồi, có câu hỏi gì được rồi. Còn ai hỏi gì nữa không? Lý thuyết đó, tức là hỏi nè. Thì lý thuyết thì giống như là hỏi là xem là được tạo ra khi nào. Rồi tại vì những phần lý thuyết đó tôi dạy hết rồi thì giờ tôi phải hỏi lại. Tại lúc trước tôi đã từng bị sinh viên lừa rồi, tức là nó nói là nó hiểu. Sau đó nó không hiểu mẹ gì hết á. Rồi sau đó thi lên nó không được gì hết. Cho nên bây giờ tôi phải dùng cách tôi ép. Chứ ai mà không thích vô ngồi nói chuyện vui vẻ rồi chơi chơi. Chứ có ai muốn xây dựng một hình tượng kỳ cục khó khăn đâu. Trong khi tôi vẫn đang xây dựng hình tượng giảng viên thân thiện. Mà cuộc sống nó xô đẩy tôi mấy đứa. Còn ai hỏi gì nữa không? Nhìn lên để tôi qua nha. Thầy. Gì? Bài project mình làm trong bao lâu này? Thì cỡ tuần 2, tuần 3 thì thầy thông báo cái đề cho mấy đứa rồi mấy đứa làm thôi. Làm ở nhà mà em muốn làm sớm hay làm, muốn làm thôi. Tại vì ít nhất mình cũng phải biết sơ sơ gì đó. Còn trường hợp mà tuần 1, tuần 2 mình đã làm được rồi, làm 1, xảy ra trường hợp là mình học môn này lần lớn hơn mình học lại môn này rồi. Mình rất là mình đã từng học qua, hoặc là mình đã có một bài mẫu xu đâu rồi. Cỡ tuần 3 đi, tuần 3, tuần 4 gì đó. Mình còn nghỉ Tết mà mấy đứa. Nghỉ Tết dịch để làm gì thì ở nhà tụi bay làm. Tôi sẽ phụ giúp gia đình là tìm cách để khống chế tụi em ở nhà, để tụi em không đi lâm lây bệnh. Tôi sẽ giao bài về nhà làm. Thầy ơi. Thì thầy cho bọn em pass MS được không thầy? Pass MS gì nữa? Thằng nào vậy? Cho tao cái tên cho tao gọi điện gia đình liền à? Dạ không, ý là cái pass để vào lớp là MS đó thầy. À. Để tại slide á. À vậy hả? Khoan từ từ chờ thầy một tí nha. Rồi. Em mã số thành viên nhiêu đây? Để thầy em coi. Mã số thành viên nhiêu vậy? Tình yêu.
ở đè nhiều, nó không ưa tôi, nó không ưa nên hỏi nó không thèm trả lời, thấy chưa? Phan Đỗ Nam Anh đúng không? Phan Đỗ Nam Anh. Dạ đúng rồi. Đúng không? Phan Đỗ Nam Anh. Phan chán thiệt luôn. Nãy không chịu nghe. Mày cài cắm vô đây để mày phá ra đúng không? Phan Đỗ, Đỗ gì ta? Đỗ Ngã đúng không? Đỗ Nam Anh. Ủa làm gì có lớp trong trường làm gì có đứa nào tên là Phan Đỗ Nam Anh mày? Anh Phan DT. Có mày ơi. Lớp này làm gì có đứa nào tên Phan Đỗ Nam Anh? Vô lý thiệt. Mấy đứa nó tình gì mấy đứa? Mấy đứa bằng Hà vậy? Phạm Đỗ. Thiệt chán mày luôn. Cố tình giấu giếm đầu hang. Ghê ha. Để coi Phan Đỗ Nam Anh chút nữa gọi điện về gia đình nè. Có thể em đưa mắt số sinh viên này nhật thấy. Ừ vậy hả? Em ở Vũng Tàu đúng không? Dạ. Em ở ở Trương Công Định đúng không? Dạ. À có biết rồi nha. Nè hôm nãy có rồi. Hồi nãy nè em nhớ gì? Mấy đứa nào có nhớ lại không? Tại em enroll không được có thầy. Enroll được hả? BRG301 xích gạch. Dạ em copy pay có thầy nhưng mà vẫn không enroll được. Vậy vô số rồi. Hệ thống nó ghét mày rồi. Từ từ để tôi gõ vô đã. Hồi đi này. Mấy đứa có enroll được không mấy đứa? Dạ được thầy ơi. Người ta được rồi. Được, vậy là số thầy ơi. À, để em làm màn hình rồi coi thử cho thầy chứ em enroll không được. Mày vô cái MS nào đó, đừng nói mày vô MS cũ nha, tôi đang tu nha, đừng để tao chửi nữa nha. Vô một cái mới nha. Dạ, cái mới thầy, cái mới á thầy. Mới ha. Này nè. Nè, để tôi lỡ hỗ trợ đang xây dựng hình tượng giảng viên mà thân thiện mà đó tôi gửi rồi nha, đó. Dạ không đúng cái này rồi thầy. Vô đi. Dạ nhưng mà vẫn không bị run được. Rồi không có việc anh run từ từ đi. Giờ nè ai đây nè đâu này Vân Khánh. Khánh ơi. Trần Thị Vân dạ, Khánh. Dạ thầy. Ừ em hỗ trợ cho thằng đệ tôi anh run nha. Rồi hai đứa tự giải quyết nha. Em có biết gì đâu thầy. Em biết mà giấu nữa. Thầy trò với nhau mà giấu nữa. Chán mày luôn á. Phải khi tao kêu mày đi cướp bóc đâu. Mày kêu mày chỉ nó enroll thôi. Bạn bè vậy á. Thiệt bạn bè mà xấu tính với nhau. Em có quen thằng kia không? Dạ đây là hai lớp khác nhau. Nó chập lại thành một đó thầy. Quen mày đúng không? Không em dạ, có không, quen không? Không quen thầy. Mày quen mày giấu nữa thiệt luôn á, thầy cô với nhau mày còn giấu nữa, chán mày thiệt. Bây giờ nè, phần này có ai thắc mắc gì nữa không? Ngoài cái thằng đệ tôi nó thắc mắc là nó không enroll được. Dạ, em enroll được thầy, em vào nhầm thầy ạ. Rồi, xong rồi. Rốt cuộc nó đã enroll được, lý do là nó vô lộn lộn đó. Chán gì đâu, vô lộn người chứ. Chán gì. Tôi tên là Hòa. Hòa DNT á. Thấy khổ không? Rồi xong ha, mình đi qua phần khác. Mệt quá. Rồi phần gì nè? Điểm danh, phần điểm danh. Mấy đứa tại vì tôi cũng biết được là học online này á với lại dịch bệnh nè, không biết là nhiều khi sống nay chết mai. Bệnh tật liên tục xảy ra thì mình không biết thì thôi tôi cũng rất thoải mái. Điểm danh á thì nói chung là theo nguyên tắc là tôi vẫn phải điểm danh theo yêu cầu của nhà trường. Thì tôi nhớ lúc nào tôi điểm danh lúc đó. Bữa nào tôi quên thì mặc định là tôi điểm danh hết cho mọi người. Còn bữa nào tôi buồn thì tôi điểm danh. Điểm danh thì bữa nào nhớ điểm danh thôi. Còn trường hợp ai mà nghỉ đó thì làm ơn lịch sự tí là mình gửi mail. Ừ, tôi bây giả tạo chút là bây giờ gửi mail dạ. Hôm nay là bữa thứ ba em bệnh gì đó, em sẽ bệnh hay là em có hẹn
Bạn Dư cứ nói là ở bữa đó em có lịch tiêm vaccine rồi đó, ừ đó đêm vô để tôi sẽ điểm danh giùm, hiểu không? Chứ mặc định không có là tôi cứ quất vô option nha. Và chú ý, tôi đã điểm danh option, tôi không có sửa lại được, sửa là phải trừ lương tôi. Mà mấy đứa biết đó, tôi đi dạy vì đam mê, lương có 8,5 triệu thôi, mà tụi bay còn làm tao trừ lương nữa là tao không có chịu, hiểu không? Cho nên không có sửa. Rồi thống nhất nha, tất cả đều record rồi nha, đừng muốn có chối là sao thầy không nói nè, tôi nói hết rồi. Rồi, điểm danh là vậy. Đọc thì đọc sách ở nhà, lên lớp thảo luận gì đó. Rồi hạn chế lên confession nói xấu nhà trường, mà hãy tham gia những cái forum nào mà học hành. Rồi, gì nữa? Làm bài thì làm practical, làm process test. Process test của mình thì làm trên Kahoot thì dễ rồi. Kahoot thì tên, chọn câu hỏi chu for này đó. Thì sẽ có một câu, tôi sẽ bật mí một câu luôn. Đó là câu tại sao bạn phải in lỗi ra log file. Câu thứ nhất, câu A, tại vì ông thầy tôi thích. Câu B, tại tôi thích. Câu C là tôi phải thực hiện để nên tôi phải lưu lại lỗi để thực hiện cho quá trình cập nhật hay nâng cấp hệ thống. Câu D, tôi không biết. Đó. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là mình phải chọn câu nào mình biết, đúng không? Những câu như vậy thôi. Rồi những câu khác là về câu kiến thức cơ bản, giống như là sao Trạch được tạo ra khi nào, rồi bản chất sao Trạch là gì đó. Tất cả những câu là câu trắc nghiệm. Rồi một số cái policy. Nhắc lại cái việc mà nãy mình nói mình đánh bài ngửa với nhau đó. Có sức chơi thì có sức chịu, có sức gian lận được thì phải chịu trách nhiệm. Trường hợp mà qua mặt được tôi thì ăn điểm, không qua mặt được thì bắt thì bị rớt. Rồi về bản quyền thì mấy đứa xài những cái gì thì tự chịu trách nhiệm về bản quyền. Nhà trường và giảng viên không có đảm bảo về bản quyền này được, thì đó sinh viên phải tự chịu trách nhiệm. Tụi bay đi su gì đó đâu đó thì phải tự chịu trách nhiệm. Rồi kết thúc, nhiệm vụ của tôi là gì nè, I will try my best gì nè. Rồi nhưng mà nhiệm vụ của em là phải học. Rồi hy vọng là chúng ta sẽ có vui vẻ together gì nè. Đó. Rồi kết thúc. Có ai thắc mắc gì nữa không? Dạ cho em hỏi cái là clip, mấy clip record là thầy lưu ở đâu ạ? Đây có luôn. Tôi gửi cho. Nó hơi đâu, từ từ ta. Dù chờ tao một tí. Tại vì mấy đứa biết mỗi lần clip mà tôi phải up lên đó là tôi phải cắt bớt những đoạn mà khi mà trong lúc mình giống bài, như khi mình máu mình chửi đó, thì tôi phải xây dựng hình tượng tôi là giảng viên dạng là giảng viên thân thiện, tôi không có chửi á, nhưng tôi phải cắt nữa. Cho nên hiện tại là tôi chỉ có những phiên bản cũ thôi, tôi sẽ gửi cho mấy đứa ha. Nội dung nó cũng vậy thôi, nó chỉ khác nhau về tí tí thôi. Đây, để tôi gửi cho mấy đứa. Từ đầu gì? Rồi, bài từ cái phần giới thiệu đầu tiên, đây thầy gửi cho em cái link ha. Cần con C. Ctrl V. Rồi ok ha. Đó, trên đó nó có nguyên một bộ của BRG 301 từ instruction, và select model, tìm hiểu, bài cuối cùng là filter. Rồi trong đó có phần về OB luôn. Rồi vậy ha. Còn hỏi gì nữa không? Dạ, một cái nữa là cái project cuối cùng của mình đó thì khi nào mình chấm à? Thì cỡ tuần số 9 gì đó, tuần số 9, số 8 gì đó mình chấm. Chừng nào tới deadline thầy sẽ nhắc trước cho. Không có sao. Rồi. Nè, nhắc mấy đứa là tại vì tỷ lệ pass của môn này nó khá là thấp. Nè, sau mấy đứa xem, tại vì học kỳ vừa rồi á, tỷ lệ nó cao đó, chứ những học kỳ trước thấp lắm. Nè bây giờ bảng điểm ha, mình thấy nó thấp cho nên á,
tôi bây giờ tôi không biết sao nữa, tôi cũng hỗ trợ hết mức rồi mà hầu hết lớp nào nó cũng vậy, lớp nào nó cũng rất như nhau á. Tỷ lệ pass của mình là rơi vào khoảng 50% á mấy đứa. Đâu nè, Bear 301 nè, mấy đứa sẽ thấy. Đây là những lớp của tôi, trong đây hiện tại là trường học kỳ này là trường này chỉ có 2 người dạy thôi, thì Khánh là tôi. Thì bây giờ những lớp này thì nó rơi vô tầm khoảng 28 phần thấy buồn rồi, 28% pass á, hiểu không? Còn ớt ơ này ai đây? Này là 46%. Rồi cái này là block 3 tuần thì tôi đỡ hơn tí, tại vì tôi nó biết rồi nên đỡ là lên 65. Rồi cái này mới ghê nè. Cái này là có 10% thôi mấy đứa. Lớp chỉ có 2 đứa pass thôi. Rồi như đây thôi. Thì mấy đứa thấy đó, tính ra tỷ lệ nó khá là thấp. Do đó mình đã nói rồi, mình bỏ tiền ra thì mình phải lấy được cái gì đó, kiến thức hay là mình phải pass được môn chứ. Tốn thời gian vô những môn này kệt lắm. Tụi em học xong môn này, tụi em phải học qua tới cái môn gì WP391 gì đó. WP391 cái môn mà giống như là môn Captain Project Mini đó, rồi trước khi tụi em đi OGT, tụi em phải học xong môn này. Nè, thấy tỷ lệ pass nó cũng khá là thấp, cho nên mình cố gắng mình đừng rơi vô những trường hợp rớt như vậy. Để coi học kỳ trước coi 301. Nó cũng vậy thôi hả? Nói chung là nó cũng vậy là 26 ba mấy rồi không hà. Tức là tính ra bây giờ trong lớp này là ít nhất là một nửa đứa là rớt đó. Do đó thắc mắc gì phải hỏi. Có mail đó giả thử thắc mắc gì thì mình hỏi. Rồi bây giờ hiện tại học kỳ này cái project cộng cái practical của mình á là nó lại thi tập trung nữa. Nó còn khó hơn nữa. Lúc trước á, là đề mỗi học kỳ á, là giảng viên tự cho đề, thì giảng viên thường sẽ cho làm lại cái bài trên lớp của mình thì nó đỡ. Bây giờ làm chung mà hiện tại bây giờ có 4-5 người thì đề chắc mốt tôi cũng cho đó, thì mình lại làm khác nữa rồi dẫn đến đặc điểm nó thấp nữa. Rồi vậy nha, còn ai hỏi gì nữa không? Ôi thầy ơi, vậy là cái hình thức nếu mà thi BE này tôi nghĩ là thi giống final á hả thầy? Ờ đúng rồi, thi giống final luôn em. À, dạ, cảm ơn. Tại vì bên trường mới thông báo vậy, tôi mới biết vậy thôi chứ tôi chưa biết nữa.
Rồi mấy đứa không thắc mắc gì mình nghỉ tí nha. Rồi tới 2 giờ 15 mình vô mình làm tới phần cấu hình. Chỉ cần tụi em cài đặt sẵn NetBeans đi. Rồi có ở trong server, có tải được về cái zip file đó, có tải được cái CVC kết nối đó, là mình thực hiện demo test được rồi. Test kết nối rồi bữa hôm sau mình mới vào chính thức cái môn này. Rồi vậy nha.